mới kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Hôm nay lại cũng thăm một cái cửa hàng bán toàn cây cảnh hàng mini, có đủ loại cây rất là đẹp đó quý vị, và cũng có giao lưu một số cây với giá tiền rất thấp. Nó cũng là vừa để trang trí trên bàn uống nước hay những cái không gian nhỏ hẹp đó quý vị. Đấy, nó cũng rất nhiều cây, mà chi tiết vài cây để quý vị cùng chiêm ngưỡng và tham khảo. Giao lưu qua số điện thoại, gặp chủ cửa hàng. Đấy, tầm mini rất nhỏ gọn, cũng có nhiều loại, mẫu đơn cũng có hoa giấy và hải châu, sam trái, linh sam, nói chung là cũng rất là nhiều loại đó quý vị. Tiện thể thì cũng quay lại quý vị cùng chiêm ngưỡng và yêu mến tác phẩm mini nào qua số điện thoại trên màn hình, gọi trực tiếp hoặc đến cửa hàng. Đấy, trước màn hình quý vị xem nó rất là nhiều cây mini bonsai rất là đẹp. Rồi, để tiếp tục giao lưu cùng quý vị là cái gốc hoa giấy Mỹ rất là nhỏ gọn, giá tiền cũng vừa. Đây là được báo giá 3 triệu tại cửa hàng đó quý vị. Quý vị nào yêu mến, giao lưu qua số điện thoại trên màn hình. Đây là dòng hoa giấy Mỹ là nở rất là đẹp và lâu tàn. Gốc này nó có cái bộ rễ nó rất là đẹp. Chiều cao cũng tầm 50. Và đây là cái hoành gốc đó quý vị. Đó, trên thì tây tàng nó cũng rất là đẹp. Và nó có một cái đặc trưng là cái hoa nó nở theo cái đọt đó quý vị. Nó cũng chuẩn bị nở rồi. Tầm giá 3 triệu thì cũng không cao, mà cũng tầm vừa. Để xây qua phía bên kia quý vị xem. Đấy, bộ gốc rất là đẹp. Đấy, bên này nó cũng rất là đẹp. Đây là được báo giá 3 triệu một tác phẩm hoa giấy Mỹ. Có cái phần đế gốc cũng khá là hay. Rồi, quý vị nào yêu mến thì có số điện thoại trên màn hình. Đấy, tay trên nó cũng vài tay rất là đẹp. Và chiếc chậu cũng có sẵn, chậu tròn cũng khá là bắt mắt.
Đây là cây hải châu, tầm mini cũng nhỏ gọn, giá rất nhẹ nhàng nè quý vị. Cái nó có một cái phần gốc cũng rất là to. Tây tàng ở trên thì cũng đang được uốn ép và tạo dáng cho nó. Dòng hải châu thì trân châu cũng là nó, ra trái rất là đẹp. Đây nó có cái khéo là nó lên cái chẵn hai đó quý vị, cắt cù lại làm mini nên nó đưa ra hai, giống như hai thân. Chậu cũng nhỏ gọn, chiều cao của cây đó là tính từ mặt chậu lên đọt là 40 phân, còn lại cái phần cốt ở nằm ở phía dưới. Đây là cái hoành của gốc đó quý vị, chắc là hơn 2 cây. Cây này giá rất nhẹ, chỉ có 1 triệu, 1 triệu đồng rồi quý vị. Nó cũng rất nhỏ gọn. Đấy, giá nó cũng nhẹ nhàng. Rồi quý vị nào yêu mến thì có số điện thoại trên màn hình. Rồi để quay qua phía bên kia. Gốc cũng khéo. Bên này nhìn cũng hay hay. Đấy. Bên này nó phơi ra cái cọng rễ rất là lớn. Cây này giá 1 triệu nha quý vị. Có số điện thoại trên màn hình, quý vị alo gặp chủ cửa hàng. Cái chậu có ghi chữ Phúc rất là đẹp. Rồi tiếp tục gốc cần thăng. Rồi cái gốc cần thăng này là được báo là 2 triệu tại cửa hàng. Quý vị tham khảo. Có số điện thoại trên màn hình. Cái gốc nó nu, nó có một cái cục cũng rất là khéo đó quý vị. Đây cái phần nu này, cái gốc này cũng rất là khéo. Cây cũng nhỏ gọn. Nó tầm hơn gang tay à. Chi tiết tay cành rồi cũng đều hai bên. Mà được cái gốc nó nu lại như một cái củ đó quý vị. Cũng rất là khéo. Đây chi tiết ở bên kia quý vị xem mà. Đấy, nó có một cái cần bay hai lớp, tầm mini nhỏ gọn cũng rất là đẹp, và được báo 2 triệu. Cần bay hai lớp, cần dài cần dắn. Rồi qua cây kề bên, cây này thì nó có một cái chậu, nó chậu cao nó cũng hay. Cái gốc nó cũng quái quái. Cây này là 500.000. Thấy cũng nhỏ gọn. Tầm mini để trên bàn. Nó cũng khéo. Tàn lọt cũng đều.
cũng có cái cần bay ra rất là dài. Đây trên là chủ. Cây này là được báo 500.000. Nó cũng nhỏ gọn. Rồi để tiếp tục một cây cây hải châu. Cây này hai thân, thân thấp thân cao. Cái dáng này nhìn thấy nó cũng hay hay. Cây này giá nó cũng nhẹ nhàng đó quý vị. Chỉ có 2 triệu. Được báo tại cửa hàng. Cây hải châu này cái gốc nó đôm ra phần rễ nó cũng khá là hay. Cũng rất là đẹp. Đấy, phần gốc nó cũng to, cũng hơn một cuốn tay. Nó cho ra hai bên là hai thân, nó đi lên bên thấp bên cao, và một số cái tây tàng nó cũng kín. Cây này tầm 2 triệu thì nó cũng nhẹ nhàng đó quý vị. Đấy. Xa xa ra cái bóng quý vị xem mà. Nó cũng khéo. Hải châu và tới mùa nó cho trái cũng rất là tuyệt vời. Và cái phần tây tàng người ta cũng định hình cho nó rồi đó quý vị. Nó cũng được kín hết. Nó khéo khéo là cái thân dài thân dáng. Cây này cũng được báo 2 triệu luôn quý vị. Đây đây. Rồi chia tay với cái cây 2 triệu. Rồi tiếp tục cái cây này hải châu, nó lá nó hơi lớn. Thân bụi. Nó cũng cao tầm 80 phân. Đây thân bụi. Cũng có thể mình làm cái dáng tranh được đó quý vị. Cây này thì được báo có 1,5 triệu rồi. Nào quý vị tham khảo. Cái thân bụi nó cũng khéo khéo. Dòng này lá nó hơi lớn đó quý vị, nhưng mà nó vẫn đẹp. Nó như dân tranh đó quý vị. Ba thân đi lên, thân giữa cao hơn. Dân bụi nó cũng khéo. Thế thì nãy giờ cũng chi tiết có mấy tác phẩm mini quý vị cùng xem và chiêm ngưỡng, tham khảo giao lưu qua số điện thoại trên màn hình. Rồi để dừng cuốn video này, cũng kính chúc quý vị ngày mới an lành. Hẹn gặp lại những cuốn video tiếp theo. Rồi xin chào quý vị.